Trái đây gì trời? Wow. À, trái bằng. Ôi giời. Bằng gì kho cá luôn nha anh em. Trùng món luôn. Trùng món luôn. Cá cái gì á? Cá đây cá lúi. Ui, cá lúi. Cá lúi gì to vậy? Đã. Wow. Còn dưới cái gì á? Dưới cái bóng phèn ăn ngọt đây. Phèn. Rồi. Xong ở quê mình nó vừa có trái cây vừa có cá luôn nha. Hè gì? Có gì nữa không? Được bán cái bóng chứ bừng. Rồi tay dính cá sơn à. Sơn cái bóng. Rác quá. Vô rác quá này bà. Chỗ này được mấy cây rau nè. Anh ăn bao này mấy kiểu. Cái này ăn đông mắt lắm nè. Hái luôn anh. Thì anh Tiên ngắt luôn cái ngọn rau trai luôn anh Tiên. Rau trai đang được luôn hả? Rau trai là luộc chấm mắm này. Rau trai tầm bao luộc mấy kiểu. Nè hàng ít cái gì tính làm hai món mà thôi. Nè chắc khô bằng thôi. Canh bữa nào làm. Canh mình dùng rau mình luộc chứ. Làm canh chứ. Có nhiều mình chờ nhiều này mà chủ yếu là mình khô cái bằng này mình đang thử nè đó, bỏ bằng vô rồi khô chừng nào nó ráo nước hết là được. Mình khô cũng cắt lát lát vậy à, cắt lát cho nó ro vị chua, dúng chua chát quá dúng ẩu non à. Hay là cái này là bằng ẩu không? Rồi là bằng đây mặt bờ sông kêu bằng sông đi. Ai đặt nó tên để bằng không hiểu đâu. Thấy cái trái cũng nhiều, cái trái nhìn cũng đẹp đẹp mà sao kêu trái bằng rồi à. Không biết đang tướng sàng sàng thì ăn vô nó bằng không, nó bằng không biết. Mình thấy mấy anh em nói là trái bằng có thêm cái chiêu là hấp cơm xong rồi bỏ mắm. Hôm nay mình sẽ lấy tiêu đề mắm tép là mắm ruốc nguyên con mình làm nha. Đây, gia vị ơi có rồi, ruốc đây. Mình cũng không biết anh em sai chỗ nào, anh em chỉ chỗ đó nha. Chua không ta? À, nó có mùi gì không? Có mùi gì không? Hấp cơm lên chua gúm. Giống bà mùi Mỹ. Ừ, mùi ấy mùi Mỹ. Cái này cũng như thế chanh gì đâu, bảy luôn. Thế thì anh nên thấy vừa ăn vô anh cho mình thêm chút mắm. Với bọt luôn. Ừ, nó thấy chanh mà chua lắm á. Cái này nấu canh chua ngon á. Rồi ném thử em. Ồ, sủi bọt nè. Để quậy sủi bọt thử. Ném thử gì ăn chưa? Ui giời ơi. Còn đều đó chứ. Mình chắc cái đem ba đem ơi. Ui. Không thể chờ lâu được, không thể chờ lâu. Mời cả nhà ăn cơm nha. Thôi, thử cái này lâu được đâu. Em tự nhiên làm luôn đi anh em ơi. Ừ. Được á. Mình thì trang dưới dưới đây mình làm trước. Ăn cái miệng liền nhé. Ừ. Ồ đã. Ối giời luôn á. Đây, cá kho bằng đây. Làm miếng bằng thế. Này mà, anh em ơi, anh em qua thử Vũ nó kho vậy đúng chưa chứ mình cũng chưa chưa. Bằng chưa? Sao thấy bằng không, không thấy cá rồi mày. Chị đây cá kho bằng mà mày là cá mày. Không được có. Cá kho bằng này nè, con cá nè. Ừ. Con cá lúi. Cá bóng à. Bóng xương nhiều không? Thử chút sao. Mình ăn nha. Ừ. Ừ, chua. Chua chua. Đúng vậy. Hồi nãy chấm cho lạc rồi. Ừ. Rồi rau trà chấm ăn được cái ta. Được dạ. Ừ. Rau trà mấy yến ăn được mình ăn được chứ. Cái gì mà heo ăn được mình ăn được. Ừ. Rau trà ăn má. Tùm bao á. Này có cho bao nữa mà. Má. Đầu tím nè. Đầu tím mà này mình trồng bây giờ ăn được rồi. Nước khô à. Mà nem mà trái ớt tím. Cắm nước đi bà luôn. Ê đừng cá sạc à. Sạc. Nước chua chua thanh thanh nè. Ừ, con cá cái nước bài ghê không dưỡng. Không, cái này nó canh chua cũng nhất cánh á. Cái gì vậy? Cá gắp. Bữa nay làm lẩu chanh chua. Đi ở mình vậy á? Không. Hồi bữa em bánh xèo ở canh sinh viên, còn đây là rau bờ ruộng, bờ rau. Rau tập tàng. Ăn mắng đơn giản nha. Hồi bữa em bánh xèo. Cái cây bằng ngay góc đó. Tràn nước ăn đi bà á. Cái này là mắm tép anh em mình đang dùng nè. Đó. Mắm tép là mắm ruốc hen con. Còn đây là mắm mực. À, mắm mực là chợ sinh viên là đa số anh không có một hũ đây. Để ngăn mát tủ lạnh dùng trong 3 tháng nha anh em. Bập cái combo này nha anh em ơi. Cho nó ối giời nha.